Rồi, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các homie. Nhìn thumbnail ảnh bì thì các homie cũng hiểu ý đồ của Jun mỗ tôi rồi đúng không? Đúng rồi đó, nội dung của clip này là Jun sẽ review về đồng hành SSS Quang Vũ và song song sẽ review luôn đá hồn cùng tên cho các homie xem ha. Nguồn gốc của đồng hành Quang Vũ này sẽ xuất hiện trong một hoạt động mới trong game, nó có mô phỏng theo cốt truyện của nhân vật Quang Vũ trong lịch sử nha. Giờ thì chắc là không cần mất thêm thời gian và dòng giới thiệu chi nữa chứ hả? Chạy intro, con gồng bay lên luôn nè. Tại sao thương hiệu của kênh là con phượng hoàng mà intro này là con cá lặn, xong rồi con rồng bay lên, rồi mới xuất hiện một đống lửa mới xuất hiện con phượng hoàng. Thì bây giờ Duyên sẽ giải thích chút xíu nha. Hình ảnh con phượng hoàng nó cũng mang một ý nghĩa là sự tái sinh, tuy là nó nữ tính, nó tượng trưng cho nữ giới, nhưng mà Duyên thích cái ý nghĩa nó bốc cháy rồi hồi sinh trong đống cho tàn hơn. Còn con cá lặn xong rồi bay lên thành con rồng thì nó tượng trưng cho cá chép hóa long của một anh fan làm tặng cho Jun, và anh cũng là anh editor chèn các hiệu ứng clip mà các bạn đang xem luôn ha. Tấm lòng của các bạn thì Jun luôn ghi nhận và trân trọng, nên giữ nguyên ý tưởng này luôn. Rồi thì nãy giờ dài dòng văn vở đủ rồi đó, bây giờ sẽ bắt đầu review nè. Trên trang Weibo của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile sẽ cùng server Trung Quốc đăng tải 4 cập nhật kèm theo cho sự xuất hiện của đồng hành Quang Vũ, và Jun sẽ dịch cho các homie nghe nha. Cập nhật thứ nhất là đồng hành SSS Quang Vũ đã xuất hiện trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile với các thuộc tính và kỹ năng siêu việt, giúp bạn có thể điều hướng trong đấu trường thâu tóm thiên hạ, nghe ghê nha. Cập nhật thứ hai là viên đá hồn Quang Vũ sắp ra mắt với các thuộc tính mạnh mẽ cho nhân vật. Thì hai cập nhật này Jun sẽ giải thích chung luôn nha. Sau khi mở giới hạn máy chủ cấp 189 thông qua hoạt động ảo chiến tương phàn, thì trong kênh đấu giá bản hội sẽ xuất hiện đồng hành và đá hồn Quang Vũ. Các homie có thể dùng vàng và ngân sức. Nguyên tắc ở đây vẫn là ai giá cao nhất thì của người đó. Cập nhật thứ ba, thần thoại. Quý đồng đạo Võ Lâm hiện giờ đã có thể nâng cấp lên quân hàm thần thoại khi mà lực chiến đạt đủ 25M, tức là 25 triệu đó. Nâng cấp lên quân hàm thần thoại đối với các vật phẩm như sau: truyền thiết lệnh 6 cái, thần dụ lệnh 6 cái, bát quân lệnh 3 cái. Cập nhật thứ tư là mở bán ưu đãi nguyên liệu phi phong, đá ngũ hành, quý hiếm và kế thừa. Nhiều vật phẩm khác đang chờ các bạn nhanh tay mua. Huệ, cái này thì đâu có gì đâu mà nói, dành cho mấy ông hay cào thẻ thôi chứ dương cày cuốc thì thôi rồi. Đầu tiên thì Jun cũng tính coi sơ qua phần giới thiệu và gãy cho các homie nghe, nhưng mà chu chọ mà ơi, nó dài quá đi, thôi thì đọc đỡ trên Wikipedia ha. Quang Vũ tự là Vân Trường, là một vị tướng nổi tiếng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và Tam Quốc. Ông là người góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán, nhưng thất bại của ông cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của Lưu Bị. Vậy thôi ha, được rồi ha. Ở trong game thì Quang Vũ là đồng hành cấp bậc SSS với thuộc tính ngũ hành là hệ kim. Tuy là hệ kim nhưng mà đã là thần bét thì chiêu thức ngũ hành nào nó cũng học được hết trơn á. Chi tiết các chiêu thức đồng hành bét thần bét SSS thì Jun đã review lòng lắm rồi. Tát cho các homie một dấu chấm cảm phía trên cùng góc bên phải màn hình. Chạy cho một link cho các homie nào chưa xem vào xem nha. Sở trường của Quang Vũ là nghĩa khí, tức là sẽ ưu tiên tấn công mục tiêu mà gây ra sát thương cho chủ nhân, tăng thêm 10% sát thương lên mục tiêu ưu tiên. Thuộc tính cơ bản của Quang Vũ sẽ là thể chất 3,5, nhanh nhẹn 1,5, sức mạnh 3,5 và linh hoạt 1,5. Do đó, bét hạng Vũ sẽ thiên về thể chất và sức mạnh. Giờ thì cùng Jun tìm hiểu về chiêu hộ chủ và thiên phú của Quang Vũ nha. Mà khoan, để Jun mỗi tôi đi uống miếng nước kia đã. Chiêu thức hậu chủ mang tên thân cấp phù đồ lưu kim thể. Kỹ năng hậu chủ tăng sức mạnh cho nhân vật, lực chiến đồng hành càng cao, cấp kỹ năng hậu chủ sẽ càng cao, binh pháp ta lĩnh ngộ được gần. Khí định thần ngân như sơn nhạc, nguy nhiên bất dịch. Tức là lấy nghĩ khí làm gốc, như sơn nhạc bất di bất dịch, tức là không có thay đổi, không có di chuyển đó. Sau này mà Quang Vũ đã về server Việt Nam thì nhà phát hành phiên dịch đúng một câu ngắn gọn thôi: lĩnh ngộ trong chiến đấu, vẫn như bàn hạch. Còn ở phiên dịch thì dịch dở như hập.
Thông số chi tiết ở cấp 1/29 do là mới ra đó cho nên là chưa có ai sở hữu được hết. Từ từ Dung sẽ đọc thông số max này sau nha. Đồng hành ra trận sẽ tăng cho chủ nhân 1% giảm sát thương cuối, 1% tăng sát thương cuối và 5% kháng tất cả cơ bản và 6 điểm kháng thời gian hiệu quả thuộc tính. Thông số chi tiết ở cấp 2 là đồng hành ra trận tăng cho chủ nhân 1% giảm sát thương cuối, 1% tăng sát thương cuối, 10% kháng tất cả và 26 điểm kháng thời gian hiệu quả thuộc tính. Hy vọng là thấy với hai chỉ số ở hai cấp độ này các bạn có tư liệu để tham khảo cho chỉ số max về sau hơn. Chiêu thức Thiên Phú của Quang Vũ mang tên Ngoại ứng phong kim, tăng cho chủ nhân thêm kháng tất cả cơ bản và khiến họ nhận được kim can hộ thể khi lượng máu của họ giảm xuống còn 50%. Phạm vi hiệu quả 10m, thời gian hồi chiêu 25 giây. Hiệu ứng kỹ năng tăng 100% kháng tất cả cơ bản liên tục trong vòng 20 giây. Khi giá trị máu giảm xuống còn 50% sẽ có xác suất 80% kích hoạt hiệu ứng kim can, tức là bất tử kéo dài trong vòng 2 giây. Về đá hồn thì hồi nãy nó có nói rồi, sở hữu được thông qua kênh đấu giá khi mà tham gia hoạt động ảo chiến tương phạt. Đá hồn quang vũ, vị trí khảm vũ khí, cấp đá hồn level 5 tức là hồng sơ đó. Đá hồn sơ cấp hiệu quả thuộc tính sẽ là hút sinh lực 11%, sức mạnh cộng 40 điểm. Đá hồn trung cấp hiệu quả thuộc tính là hút sinh lực 14%, sức mạnh cộng 62 điểm. Và cuối cùng là đá hồn cao cấp hiệu quả thuộc tính là hút sinh lực 17%, sức mạnh cộng 88 điểm. Điều cuối cùng là lưu ý là đá hồn quang vũ sẽ không khảm đồng thời cùng đá hồn Dương Anh. Lúc mà đạt ma động vừa ra đó, nhìn thông số đá hồn đạt ma thì Dương nghĩ là ngon à nha, Dương Anh sẽ xài đến về sau luôn ha. Nhưng mà đến hôm nay thì cuối cùng nó cũng bị thay rồi, làm tôi mới vừa up lên cao luôn thì là đau lòng quá. Ok là vừa rồi là các homie nghe Jun đọc xong clip chi tiết và thông số của đồng hành thần pet quang vũ cùng với hiệu quả thuộc tính đá hồn quang vũ rồi đó. Nếu clip này có ích và giúp bạn trong quá trình bôn tẩu giang hồ thì hãy để lại một subscribe để ủng hộ ekip, giúp kênh phát triển một cộng đồng lớn mạnh hơn nha. Thay mặt toàn bộ ekip, Linh xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các homie. Cảm ơn bạn đã dành thời gian quý báu của mình theo dõi clip này của kênh.